đi qua cái cầu này, có một cái cầu vượt từ trong nhà ga đi qua cái cầu vượt. Ông có mấy ông đang ông bán cái gì? Ô, nhân sâm ư? Không hiểu ông này ông bán nhân sâm hay là cái củ gì? Ô, sâm thật này. Đấy, túm lại là mà cả trình độ kém nữa ra vẫn bị cô Trung Quốc này cô ấy lái. Dạ. Giảm được có mấy chục nghìn. This is abalone from Korea local. 10,000 for pieces. It's live. You can barbecue, steam. Sashimi, no, family, 4 pieces. Không biết, anh có biết không? Có mua đâu? Oh, no. How much is this? 4 pieces, 10,000. 4 pieces? Free? This one is 10,000, 4 pieces. How much is this? 4 pieces, 10,000. 10,000, 4 pieces? 4 pieces of your family. 10,000 5 pieces. Go, I have another one. Okay. You are Chinese? Chinese. You are Chinese? Vietnam? Yes. From Vietnam? Yes. So. Yeah, that's Carlos. No, no, no. Chung là không thể mà cả được mấy cô Trung Quốc được. So we will take this to the restaurant. Yes. Pay here. Pay here. Okay. Đi đi. Okay. Pay here. Yes. Follow him. Yeah. Hi. We have the restaurant already. Restaurant. The restaurant here. There. Number two. Number 7. Number 7. Yes. Oh, my restaurant number 2. Also, so you have your restaurant. I have restaurant. Oh. Follow me. Thế thì bảo mẹ ra thôi. We have your friends here. Yes. Yeah, but we have my mother. Yeah. Seven already. Okay. Mia, sir. Tức là chỉ ấy thôi gì.
Ok. Thank you. Welcome. Hả? Total, how much? Total, 7. Đây là cái cơm rang sau khi ăn cua huỳnh đế, còn cái nước đem rang cơm hơi bị ngon. Quấn à, không quấn à, còn cái ghẹ cua, ghẹ cua ngọt thì lại cho vào rang, cơm hơi bị thơm. Tổng cộng là hết 66.000 ở trong nhà hàng, 6.000 hơn 1 triệu. Không hiểu là tính cái gì. Trong khi hải sản là mình mua con tôm, à con cua, cua hoàng đế thì là hết 170.000 won. Thế là tổng thiệt hại là hết 220.000 won. Tầm 4 triệu rưỡi cho 5 người ăn, 3 người lớn, 2 đứa trẻ em. Đắt lòi. Buồn cười nhất là đi ra tính tiền, có ông Hàn Quốc nói gì đấy là mình không hiểu. Mình đang đứng đây lơ ngớ thì ông ấy gọi một ông khác ra phiên dịch, gọi ông Trung Quốc ra nói toàn tiếng Trung Quốc, mình càng không hiểu. Nhiều thôi cứ gật gù ok cho xong. Thế 66.000, thấy đâu nói hay mấy tô cơm xong rồi nhân với mấy người. Bảo buồn, đang bảo buồn cười là có một ông Hàn Quốc, ông nói mình không hiểu rồi ông lại gọi cái ông Trung Quốc ra phiên dịch cho mình. Khổ quá, em cũng bị mà. Đầu tiên vào thì mới hỏi tìm người nói tiếng Anh, thế là cái cô xinh đấy cô ra. Thế xong rồi lại thấy gọi điện cái gì đó, xong cứ bảo mình là quyết. Lúc mà em bán đặt bàn đấy, thế xong rồi nó nói một lúc. Mình cũng nghe thấy cái gì nhờ tiếng Trung đấy. Tiếng Trung, à không phải, người Trung Quốc là cái gì, ủa cái gì nhờ, mấn mình. Trung của, ủa Trung của đấy. Ờ, Trung của gì đấy rồi. Đấy, lúc đi về thì khám phá ra là cái Noza Station này là nó ở đây. Đi ở đây. Đi ở cái chỗ công trường xây dựng này. Có công trường. Dân đến đi nhiều. Lúc nãy đến đây đi ghê. Đi cái cầu Trà Mai nó đi. Mấy cái ông nào có giới thiệu trên Internet.
tầng hầm của cái công trường xây dựng. Có mấy bà bán tạp hóa tạp hiếc đi tình ở đây để bán rau như Việt Nam. Bẩn bẩn, thuốc lá rất đầy. Ơi, chỗ này còn xa hơn là cái chỗ lúc nãy. Similar quá, còn gì. Đây là đi ra đường. Ôi. Bác ơi dịch ra. Đi ra đường rồi đi bộ tiếp. Nào, con tranh đứng chú. Rồi, con sang đây đi. Đúng rồi. Gánh ơi. Đánh nhau giờ.